Sớm anh là người giúp được tôi thôi, mà cái chuyện
nó gấp lắm anh ơi. Gấp không? Gấp thầy không? Đói. Mày không vừa phải thôi. Mày gấp hoài à. Đăng cái mùi một vòng vàng vàng sao má ơi. Mày nghĩ sao mày gấp một hồi nữa mày thấy không? Mày gấp một cái là trời mưa luôn. Mày gấp một lát nữa là xét đánh mày đó. Tụi nó nghe nè. Là bây giờ cái chuyện là như vậy. Anh tỉnh tỉnh đi, tụi tôi nói nghe. Tại vì hầu đúng tâm lý quá. Tôi cũng quá tôi gấp luôn anh hiểu không? Nói chung là có chuyện gì? Nói. Là cái chuyện này nè. Mày có nói không? Mày đừng có nói cái chuyện này nữa. Mày vô thẳng cái đài giùm tao cái đi. Sáng nay á, anh Bình, bên đội trưởng đội công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh anh em mình nhớ không? Nhớ. Bây giờ tối nay anh làm một cái chương trình ăn gian. Chủ đề là hội an cũng tình gì đó. Sao? Mà ông kêu tôi á là phải suy nghĩ một tiểu phẩm hai nào đó đó. Một tiểu phẩm hai. Mà gấp quá, sáng kêu điều diễn sao cứ bản mà để diễn đúng không? Đợi quá đây có chuyện gì? Là tôi nhờ anh vận động cái lò này não anh ra. Ý là mày muốn tao qua đây đúng mày, rồi. Qua đây là kiếm một cái kịch bản tập để tối nay diễn cái chương trình Hội An Khúc Nghĩa Tình. Gấp quá chị, sao tao kịch được? Không, bây giờ anh cố gắng giúp tôi đi. Bây giờ tôi gấp quá, tôi không biết nhờ ai hết trơn. Có mình anh là người, có nghĩa là anh là người siêu trí tuệ, anh hiểu không? Nhanh lắm. Bây giờ gấp quá sao ta? Mà ai gọi đây biết nữa này. Trời ơi. Alo. Anh nghe nè Cầm. Chưa, anh đang qua nhà vợ anh đi. Giúp cái chương trình tối nay ăn gian hộ ngày không biết tình nè. Thôi bây giờ bà lo bán không thiệt lộn đi. Rồi tôi qua tôi dẫn xong rồi tôi gọi bà liền nha. Giờ mày tên gì? Giờ tên Cầm. Cái gì Cầm? Mộng Cầm. Kêu chở mày qua đây tập tù liền. Có kịch bản? Có kịch bản. Mày kịch bản gì vậy? Mày biết Mộng Cầm là người yêu của ai không? Mộng Cầm là người yêu tôi biết nè. Cái này tôi gành nè. Là cái mộng cầm này nè, là hồi xưa là tôi học cấp 3 tôi biết luôn. Cái mộng cầm này nè là tôi biết, không phải tôi biết đâu mà tôi còn rành nữa. Còn rành lắm đúng không? Mộng cầm là người yêu của ai? Anh Điệp. Mộng cầm là người yêu của anh Điệp hả? Ủa mộng cầm người yêu của ai? Mày đang lộn tuồng Lan và Điệp rồi đó. Ủa mộng cầm người yêu của ai ta? Mộng cầm là người yêu của Hàng Mặt Tử ông nội. Hàng Mặt Tử? Đúng rồi. Trời ơi, nói sớm tôi không biết. Thôi vậy nè. Mày kêu con vợ này qua đây liền. Tôi chạy ra nhà kêu nó mà liền. Chạy qua đi. Kêu liền. Kêu qua liền. Rồi. Khỏi kêu. Đâu? Trời ơi mưa xin mưa đừng rơi. Ê! Ông nghĩ sao vậy? Ông mới gọi cho tôi một cuộc xong rồi. Tôi gọi hoài ông không em máy. Anh Bình anh gọi cho tôi anh hỏi em mới. Em ơi, tối nay sao? Tôi có biết gì đâu. Ôi ơi, tôi bỏ nguyên cái xe hộp dịch lộn của bạn á. Tôi chạy qua bên đây tôi kiếm ông nè. Chiều nay ha, hai ông ha, phải ăn hết, dồn hết cái đống hộp dịch lộn của vô không cho tôi nha. Ê, nói nghe nè. Sao? Một cặp người yêu Hàng Mặt Tử, dễ thương đẹp lắm. Ừ, đúng rồi. Một cặp của vợ mày nó giữ cho con sư tử ở đâu được không? Không, yên tâm đi, nó ngoài nó sư tử Hà Đông. Nhưng mà trong cái bản phim ngắn hài là nó là thiệt khô lắm á. Thiệt không? Thiệt, yên tâm tin tôi đi. Rồi, tao tin mày. Ê, vậy sao cho? Đi rồi, bán hồi trình lộn. Khoan, thấy chụp nãy chưa, anh nãy chưa? Có, có thật bạn. Khoan, tôi nói bà nghe nè. Bà ở lại đi để tập kịch. Chương trình tới đây có dài cho bà. Gì? Bán hộp dịch lộn cũng có dài nữa hả? Có, bà yên tâm nha. Diễn xong tuần này tối nay tôi kêu anh Bình vận động Mạnh Thường Quân đoàn viên thanh niên ra ủng hộ 100 chiếc hộp dịch lộn cho bà luôn. Ghê hả? Ừ. Có kịch bản rồi. Có kịch bản. Tôi nghe gì? Dài của bà rất là dễ thương luôn. Dài mộng cầm. Ôi trời, tên tôi luôn á. Tên tôi còn ông. Tôi hả? Tôi Hàng Mặt Tử. Ê nói nghe nè. Hả? Mày có đi soi gương chưa? Sao vậy? Nhìn mặt mày giống quỷ dữ lắm. Quỷ dữ đâu ra cha? Ai nói? Tôi nói. Ai đạo diễn? Ông đạo diễn. Ai chỉ đạo? Ông chỉ đạo chứ ai? Tuần này không có Hàng Mặt Tử. Không có Hàng Mặt Tử? Không có Hàng Mặt Tử. Vậy có dây gì? Em Hàng Mặt Tử. Là ai? Hàng Mặt Rệm. Hả? Ê, xí, khoan. Hàng Mặt Tử của em hả? Ai đạo diễn? Ông đạo diễn. Ai chỉ định? Ông chỉ định chứ ai? Thì tao nói sao chuyện vậy đi, mày hỏi tao hoài rồi, tao mệt ghê. Tao nói là em Hàng Mặt Tử là Hàng Mặt Rệm, là biết Hàng Mặt Rệm thôi. Nhưng mà bây giờ là Hàng Mặt Rệm ai đóng? Tao đóng. Anh đóng? Đúng. Còn tôi? Không có dài. Ê, cái gì vậy cha? Không được nha. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao?
Trời đất ơi, nghĩ sao ông kêu mình qua đây tập kịch chung với ông thì đã vô. Bây giờ ông lại kêu là con Quỳnh Mộng Cầm nó qua đây nha, để diễn xong rồi vòng cho tôi cũng có dài là sao. Ông tin không? Ông nói tiếng nữa tôi dẫn tôi vợ tôi về liền, không chơi qua luôn. Bây giờ mày muốn diễn đúng không? Ừ. Mày muốn diễn đúng không? Muốn diễn. Có dài cho mày. Dài gì? Dài này dài lớn lắm. Lớn lắm hả? Xuất hiện hàng tháng. Xuất hiện hàng tháng luôn. Tháng nào mày cũng xuất hiện hết. Tháng nào xuất hiện luôn. 15 với 30. 15 với 30. Đúng rồi. Có khi nào tôi diễn xong tối nay tôi nổi tiếng luôn không? Chắc chắn là mày nổi tiếng. Chắc không? Chắc. Vậy là dài gì? Anh Trăng. Anh anh Trăng. Đúng rồi. Ấy, anh Trăng diễn sao nha? Anh Trăng dễ lắm. Mày chỉ cần đứng một góc vậy nè. Đó. Cái mày cầm mày làm sao mà giống như anh Trăng mà rằm 15 với 30 sáng thì sáng. Mà cái dài có thoại không? Không có thoại. Không có thoại. Đúng rồi. Trời đất ơi, cái dài anh Trăng. Ôi ôi, dẹp đi. Thì tôi làm là mất nhau hả? Không được đâu, bây giờ cho tôi ra khai đi. Thoại ít thoại nhiều cũng được. Miễn sao có dài tôi diễn.